Em Vũ xin chào bà con cô bác trên YouTube nha. Hôm nay giải xuống, giải xuống. Ừ. Hôm nay ngày rằm. Đi chưa? Em đứng lên rồi đó đi cho bà con ở đây là gần bên phà Thân Giang. Con ghé ở chỗ này là dạ. Có cá thiên nhiên nó dài tự nhiên, đây là cái không có được cái con sông cái nè. Mà ở đây người ta không có nuôi gì trơn nha. Đó như tình trạng. Cá này là không có nuôi gì trơn á, tự thiên nhiên nó dài nó tụ lại cái điểm này. Cái mấy ông chú ở đây là tính hơn 100 tấn luôn á, hơn 100 tấn cá luôn. Quay Thí Kiều kìa. Đây, đây là ông Sáu. Ông Sáu chào bà con cô bác đi ông Sáu. Cái này đủ loại cá chứ không sao? Đủ loại cá vậy. Cá cha thì nhiều hả? Rồi cá cha, cá he gì tùm lum cho hả? Cá cái lóc luôn. Về thức ăn này là bà con ta hồng tiền đó bà con ha. Ai có tâm thì ta mua đem đây ha. Ở dưới rau cải này là mấy cái dưa rau là mình đây. Xin mấy rau dụng đó hả? Tính hơn 100 tấn cá nóng lạnh ha. Cái Nguyên kêu kìa. Chào bà con cô bác ơi kêu. Xin nhờ xin cho bác lên, bác lên. Bác lên. Bác được luôn hả? Ừ. Vì sao? Bác lên đi. Bác luôn hả? Quá quá chừng luôn. Mọi cái đầu rồi giả hai đây là bắt được à. Chú Hồ chú mới dám bắt được, chú Hồ chú mình bắt. Rồi xuống một cây nó chán nha. Rồi xuống cây nó chán đi. Đã không có chợt. Dính qua đây dính. Chứ con cá giả bắt con cá trà hay chơi quá hả? Đừng chọc nó anh ơi. Ừ, nó vô nhiều đó, giải hết. Nó. Đó, bắt cái trà, bắt cái đó. Bỏ cái đầu á. Bỏ cái đầu á, bỏ cái đầu rồi dính nè. Đó, dính này đó, dính này gà, dính này gà. Khỏi cần câu luôn. Ở trên cá này khỏi cần câu mà. Khỏi cần câu, bắt tay nó khỏi cần câu. Cho nó ăn đi. Cái đặt coi trong ao như vậy bắt nó được đâu. Nó được. Nó tay đen quay à. Nguyên chọn thao ai, đi muốn thao nó đi. Muốn thao ra đi. Nào giờ mới đi này nha bà con, mới đi mới biết nha. Cá tại mình nhát bắt quá chứ mà bắt người ta bắt rất là dễ dàng. Thấy đen mới ra kèo cho nó lên đây. Đây nè bà con ơi, cá biết bao nhiêu cá này tội rồi, cá trà Vinh kìa. Cá trà Vinh. Dạ dạ dạ, chúng quay luôn. Cá lóc, cá trà Vinh gì? Đây là cái sông này kêu bằng sông Tiền hay sông Hậu kìa. Hả? Sông này kêu bằng sông gì biết không? Sông Mê Công hả? Ở đây là bến phà Thuận Giang nha bà con ha. Em cũng chả biết sông này. Ừ rồi nè. Cá tra thì nhiều hơn những loại cá khác. Đây
khách cho người ta bữa nay ta đi giếng chùa đó, cái ta ghé đây ta tham quan cho biết cá về à. Không có nuôi gì cho nghe bà con ha, đây ta làm cầu đi ra nè, ngoài đó là hoàn toàn là không có nuôi gì chân, thiên nhiên tự anh nó tụ dài nè, cái mấy ông chú kia mấy ông dừng lại nè, mấy ông xả giảng hát niệm Phật trên ghe nè cho cá nghe đó. Quá trời luôn, này hơi ướt mình luôn quá. Nó sợ người ta bắt thiệt lưới nè, cái nó tụ lại cái khu vực này nè, cá thiên nhiên mà vậy đó. Hết thòn bên kia dạt 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 bên kia dưới cầu kìa, đặt thừ dưới luôn kìa. Cậu ở bên kia kìa. Cá trà Vinh bự bự luôn. Cái he kỳ đỏ nhiều lắm. Cái he kỳ đỏ nó không dám vô bầy này, nó trong mé nè, cây he kỳ đỏ như. Kìa kìa, cái he kỳ đỏ. Rồi ai ở đây có muốn giếng thì đi lại đây gần cái bên phà Thanh Giang nha bà con ha. Coi cho biết với người ta. Còn ai mà có tâm đó thì mua thức ăn đi gửi cho múc ông nuôi đây nè. Cái lóc nằm kìa, cái này mấy ông nhậu gặp con cá lóc tới tay luôn à, cái lóc bành cha nằm kìa. Cá lóc đó là như nó bị khờ hay vậy á. Dạ đường rồi. Đặt khư luôn. Đi tóc phà. Ước mình luôn, đứng nó dễ hơn mình luôn. Đó, cá nào có lấy trà bá không? Cái này nó cái số lượng nhiều như công ty hồng cá vậy. Từ từ té đó. Cây này chắc nó mặn đi. Bỏ trời cá. Cái này ai có tâm mà mình bỏ tiền mua thức ăn cho này, làm phước cho mấy cá này là ok luôn nè. Rồi chắc cứu, làm phước đây tại chỗ này là chắc cứu luôn nè. Mua thức ăn đem lại. Ôi ôi cái trà Vinh kìa. Quá trời. Công ty hồng cá. Cái hè hả? Cái hè kỳ đỏ. Mà giải cái xuống là cá trà nó quất hết trơn à. Trà bự bầy nó lớn quá nó vô không nổi. Nó có hè rồi. Đó là giải xuống là thấy cái trà nó tấn công hết rồi. Trộn cái trà bự kìa anh. Nó hai cá thiên nhiên mà tụ về đây ha, nó một quá ha, một quá ha, cá bạnh không dài dài gì nè, năm cái thứ gì đó có nó lợi đây rồi. Nè chị gái đi. Nó buông luôn. Mà ông mua phim ông tắn về đừng cho người ta thiệt á hả? Ừ. Mà chứ đâu có lư đâu. Thì thiên nhiên nó dài đâu có lưới bọng gì ha, con khôn nó tụ đây nó đi ra ngoài bị tay thiệt hết trơn. Bên đó nó đỏ thì cái em đi luôn coi. Bên cái khôn mà mày mấy cá kia là cái bành gì nè, dài gì nè, ông nói bên Lào cái gì á ngắt hết trơn. Rồi dài được cái nổi ra rồi nó không rồi bữa hổm nước nổi dài nó không đi luôn hả? Không để nó đây nó lên chứ nó đi mà nó múc ở đây lâu chưa ta? Vô tư vắng không đi. Cái này ổng gửi mấy năm 06. 3 năm mấy luôn hả 06? Nước đổ dài nó cũng không đi luôn. Nó tràn lên trên nhà ổng mở luôn. Vậy hả? Nước đổ dài là lên tới đây luôn. Lên tới đây luôn. Vậy sao tại? Mình kế bên đây mà mình không biết. À ra hàng ngàn cú qua trên thành phố xuống quay đó. Cá điều hầm kìa.
một lát cá cha nó tạt ra ha, rồi mấy con cá bành 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 không, mấy cá bự không à. Rồi ông ổng bắt Di Đà Phật á, cho cá nó niệm Phật á. Đó, khi nào tao lại tao xịt cho ông ăn kiếp này được kiếp sau được đào thai làm người. Dạ ông ăn nó nhớ thiệt bộ. Dạ không không quay camera làm cái nhà mắt. Dạ vậy là camera này công an theo dõi thôi hả? Ai mà bắt về nướng này công an tới nhà luôn ha. Ừ, đó cá này đó không phải đâu. Lại mà đâu có ai cho bắt. Ai đâu đành lòng bắt mấy cái này. Cái đuôi hồng cho anh. Cái hồng đó có dạng tà dưới đó là ta cũng thích. Người ta là hảo tâm gì đó, người ta hồng đủ không 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 sao? Không đủ thì móc từ nhà ra. Vậy hả? Rồi không đủ. Không đủ móc từ nhà chứ không đủ thì mình chăm thêm ba cái rau cải thêm hả? Đúng rồi. Chúc ăn mới. Rồi còn có mấy bao không không sao? Không dự trữ là mấy chục bao. Đây kìa. Có lòng có tâm thì nhắn tin qua anh Vũ, anh Vũ sẽ gửi em 6. Nay gần nhà mình mà đó, giờ mình không có đi ra đây lần nào. Mấy ông gian lục bình vậy nè. Lục bình lúc cắt không kia mẹ em đã cắt. Thôi tụi con về em 6 ơi. Sáu không về. Em 6 về em 6 ơi. À, xin chào bà con cô bác. Con không có biết ra đây hai lần rồi đó.